sang mùa 22 liệu Ngộ có đóng cửa không Ad ơi? Rất là nhiều câu hỏi anh em đưa ra, Tiên Di đảm bảo 100% với anh em, sang mùa 22 Ngộ của anh em vẫn khỏe nhé. Vì nhiều anh em yêu cầu trải nghiệm game gửi tới là Ngộ đấu giải và sâu thao tay của các tuyển thủ, ba vụt trong một tích tắc như trên tóc tóc nhé. Và cùng xem Ngộ đấu giải và Ngộ tóc tóc khác biệt ra sao. Đồng thời đánh giá Quang Hải hay là Bâng mới là người chơi Ngộ hay nhất ở giải Việt ta. Meta thứ 11 và 12 không khác biệt. Các bạn xem Ngộ đấu giải ở phiên bản này vẫn có thể áp dụng hoàn toàn rank đầu mùa tại mùa 22 nhé. Vào việc thôi. Đón mùa hè thật bùng nổ cùng TNG Shop chủ biên nào anh em ơi. Giảm ngay nóng bức với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn, tăng ngay tiền khuyến mại lên tới 200 đồng khi truy cập shop. Khuyến mại 50% giá trị cho nạp thẻ cào, 25% cho nạp thẻ ATM và Momo. Kho nick liên quân vô tận đang giảm giá 70%. Cơ hội mua nick có nhiều skin AF chỉ với 80k. Số lượng có hạn, nhanh tay truy cập TNG Shop chủ biên để nhận thêm nhiều ưu đãi ngay nào. Điều đầu tiên, muốn chơi tốt phải cài đặt trước nhá. Và Bâng sẽ cài đặt Ngộ không ra sao đây? Góc trái là câu trả lời gửi tới cho anh em. Anh chàng này lựa chọn là lính để trụ nè. Và phương pháp lựa chọn mục tiêu là phần trăm máu thấp nhất. Cách chọn mục tiêu là chọn theo mặc định nhé mấy ông ơi. Ngộ không, như mọi khi thôi anh em ạ, chúng ta tiếp tục là nâng max chiêu 2 để tối ưu. Các bạn để ý nhá, nếu mà là Ngộ của tại mùa 22 ấy, thì các bạn khi dùng chiêu 2 các bạn sẽ có biểu tượng là tăng giáp và kháng phép. Góc trái mình của anh em là trang bị và cái hành trình lên đồ của Bâng ở trong trận đấu này. Đây là trận đấu của San Antonio đối đầu với HQ nha anh em nhá. Bởi vì rất là nhiều anh em yêu cầu về cái trận đấu khá là heo ho ở tại vòng cuối này rồi. Các bạn đừng quên rằng 30 tháng 4 nhé, tức là ngày nghỉ lễ đây. Ông nào mà không đi du lịch ấy thì đừng quên là xem playoff. Tiên Di rất là mong là có các video đó để gửi tới cho anh em. Có anh em nào bị lỗi như mình hay không? Khi mà full đồ ấy, bán cái giáp của mình để mà lên cái liềm nó không hiện, cay quá. Thực sự thì cái bug này ấy, ở bản đài cũng có gặp, ở bản Việt gặp là chuyện bình thường. Các bạn chịu khó đợi một tí, đợi vài ngày là bên gà rán họ soát lối ra là update cho anh em mà. Chịu khó đợi nha anh em nhá. Bởi vì cái bug này gọi là bug được không nhỉ? Là cái lối game đi, rất là nhiều anh em gặp chứ không chỉ các bạn. Yên tâm rồi nhé. Nên các bạn gặp bất kỳ cái lối gì hoặc là sự cố gì ấy, cứ comment dưới video. Hôm qua thì TNG đi đường lạnh một tí anh em ạ, đi ăn đám cưới. Đấy, ra hôm nay cái giọng nó bị khác một tẹo, bị thụt mũi rồi anh em ơi. thông cảm nhá. Đi đường tại mùa mới, mùa 22 ấy, thì lính ở đường mid nó đã giảm vàng rồi. Lính ở đường rồng mới là nơi vàng nhiều nhất các bạn nhớ nhé. Các bạn biết đi đâu để mà kiếm vàng rồi đó. Như mọi khi thôi, lên liên tục là cái găng tay. Năng đốt siêu việt không âm thanh anh ạ. Ui, chuyện thường ngày thôi. Anh em nếu mà để ý nhá, ở cái mấy cái phiên bản gần đây ấy, cứ khi nào cập nhật xong ấy, nào là skin của Arum, nào là skin của Theonat. Ui, top top luôn anh em ơi, bức hơi. Rất là nhiều bộ trang phục SS hoặc kể như là Ngộ không nè, rồi Nakrod nè. Gặp sự cố đây là chuyện nhỏ thôi. Nên các bạn nào gặp sự cố ấy, cứ comment dưới video nhé, để xem là có bao nhiêu tướng dùng các bộ trang phục nào đang gặp sự cố. Kể cả là thằng Ngộ cũng gặp mấy anh em. Ui, bắn ghê phết chưa biết không. Đấy rồi, một pha đập top top tiếp theo của Ngộ Bâng. Vâng, trận đấu này thì Bâng đã không tàng hình như là các trận đấu trước nha mấy ông nhá. Trận đấu này là Bâng đã có thể là lên tiếng được từ rất là sớm rồi. 3 phút mà được 2-0 để anh em hiểu cái độ xanh như nào đấy. Khi mà xem tuyển thủ chơi ấy, các bạn sẽ để ý rằng họ rất là tối ưu cái lượng thái nguyên. Ad ơi, ra video khắc chế tướng gian đi, bây giờ nó bá quá, mong em ra sớm để em còn chơi được, chứ nó hành không trượt phát nào. Gặp con đấy ấy, nếu mà các bạn chơi xạ thủ thì ưu tiên các vị tướng kiểu dạng như kiểu Heate ấy, thì có thể dễ chơi được, không thì phải có tướng bảo kê. Chứ con đấy nó mà để nó tiếp cận ấy, thì rất là căng anh em ạ. Đặc biệt là nó có chiêu cuối đúng không, mà tầm cấp 8 rồi cấp 13 ấy, rất là nguy hiểm. Bởi vì khi đó cái chiêu cuối nó ấy, nó sẽ tối ưu sức mạnh. Wow, cứ đánh liên tục thôi anh em ạ, lại hồi lại đánh, rất là khó chơi, đặc biệt là các pha 1v1 nhá. Đương nhiên ưu điểm của con đấy ấy, là rất là sợ các tướng cấu đỉa từ xa. Nó rất là sợ bị cấu đỉa từ xa, bởi vì đấy là vị tướng phải tiếp cận được. Nên nếu các bạn pick cái vị tướng khống chế khỏe, vẫn có thể khắc chế và hạn chế sức mạnh của vị tướng gian đó. Đương nhiên gian cận chiến ra khỏe nhé, nếu các bạn là vị tướng lù đù kiểu như là Malok hay các kiểu ấy, đừng có đùa với nó lại chém cho đấy. Ui, quá là phê luôn. Cú đập thần tốc đồ này anh em.
Đương nhiên là để mà cài như vậy ấy, là chúng ta sẽ đóng cái phần đó chính là di chuyển theo mục tiêu nhé anh em. Tức là đứng đâu được đó thôi. S làm về tính năng chia sẻ trang phục đi. Nếu mà chia sẻ trang phục thì mình có mất trang phục đó không? Đương nhiên là không mất rồi anh em. Nó chẳng khác gì kiểu như là cho bạn mượn tiền thì có mất tiền không ấy. Đùa tí thôi anh em, chứ cho bạn mượn tiền linh tinh, bạn không tốt là đi luôn cả bạn với lại tiền đấy. Nhưng mà ở trong game ấy là không mất nhá. Và sự kiện này theo bên gà rán ấy là bắt đầu từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 5. Tức là hôm nay là 28 đi ông ạ. Đấy. Quầy quầy đi cướp à? Cướp bóc à? Tiếp tục là 4 găng. Nếu là ở mùa 22 ấy là ngộ 4 găng có bị giảm sức mạnh gián tiếp. Bởi vì 4 cái găng của ngộ ấy tự dưng lại bị giảm anh em ạ. Mặc dù vàng thì ok là 300 vàng giảm đi. Nhưng mà khổ quá, tự dưng lại mất đi 1600 tỷ trên mạng. Hơi buồn cho ngộ ấy nhá. Đấy cũng có thể là một cách để mà giảm bớt lại sức mạnh của ngộ. Đương nhiên ngộ vẫn khỏe mà anh em. Vậy thì làm sao để hạn chế được khi mà cái găng của anh em bị giảm sức mạnh nhờ? Cách đơn giản là lên thánh kiếm sớm vào nhá anh em nhá. Lên thánh kiếm sớm vào hoặc là lên song đao sớm vào thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là mấy găng tay của anh em nó bị giảm cái tỷ trên mạng. Đơn giản vậy thôi. Chơi ngộ là không biết là anh em đã luyện đến cái cơ chế thượng thừa là vụt 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 chưa. Ad cho mọi là nếu em thay slot phức hợp kiếm của Đăng Đốt bằng cây diệt thực cung ok không? Câu hỏi của bạn thì hơi dài nhưng mà tiên diệt tóm gọn lại là Đăng Đốt có nên lên diệt thực cung hay không để mà thay cho phức hợp? Thì theo bản thân tiên diệt là Đăng Đốt nó cũng chẳng là tốc độ đánh của cái phức hợp kia đâu. À sorry anh em, nhầm của cái diệt thực cung, tức là diệt thực cung đấy. Tức là nó vẫn hợp lý nha anh em nhá. Nó vẫn hợp lý là lên cái phức hợp thôi. Còn diệt thực cung thì để sau đi. Một cú móc từ ngộ lại bâng chăng đang đứng ở đây để chặn đường nè. Nhưng mà hơi nhầm một chút anh em ạ. Khi mà bên HQ nó chơi lầy quá, thành ra anh ngộ ở nhà ta đợi hơi lâu. Thôi thì cũng vét mạng luôn anh em. Vét mạng luôn cho đơn giản. Nó lại thơm anh em. Phút thứ 6 40 ạ. Ăn tất cả các nguồn tài nguyên. Cái lượng vàng là vô đối. Ok, hoàn thiện cái trang bị kiếm trồn nè. Nếu mà là ở mùa 22 ấy, là cái kiếm trồn này từ 20 giây cường hóa 8% nó giảm xuống còn là 12 giây là hồi rồi. Đánh rất phê anh em ạ, đánh rất phê. Đấy rồi. Liệu có một pha gank ở đấy vào Zena không? Thực sự thì để mà gank ở Zena không đơn giản đâu anh em ạ. Không hề đơn giản luôn. Bởi vì chỉ cần người ta gọi là timely là đi ngay một sẵn. Bảng ngọc mà ngộ của Lai Bâng vận dụng được trên là bảng ngọc 369 mạng nha anh em nhá. Có thể là có thêm một hai viên hút máu. Thế này thì làm sao mà sống được đây? Chạy đâu? Ui. Có anh em ạ, có cầu. Nhưng mà chưa đủ lực nhá. Cái pha đấy cũng nguy hiểm phết đấy. Chỉ cần một cú chém nữa thôi là Zena liệu có thể dám quay lại vét? Chắc chắn là quay lại vét rồi anh em ơi. Chắc chắn là quay lại vét rồi. Nhưng mà cú tấn công của Liliana thực sự quá nguy hiểm. Một pha solo kèo giữa Fit và S918 ạ. Chơi được không? Căng quá mấy ông ơi, căng quá. S ơi, con gian mới ấy thì chúng ta nên chơi kiểu gì? Phun tanh hay là phun đam? Thực sự TNG chưa được chơi quá nhiều con gian. Nhưng mà với kinh nghiệm mà chơi 3-4 năm liên quân của mình ấy, thì TNG nhận thấy rằng cái chức tướng của con gian ấy là ưu tiên đồ semi nhá. Các bạn mà lên full dam ok công nhận là vài quẹt có thể hạ cái địch thật đấy. Thực sự luôn đấy. Nhưng mà để các bạn đánh ra anh tổng ấy hơi khó. Sơ sẩy cái ăn quả khống chế lên thật luôn. Vậy nên cái lối đồ semi rất là hợp lý. Giống như kiểu là chơi VDS đó anh em. Không, nhưng VDS của TNG nói là VDS semi nha anh em nhá, chứ không phải là VDS full dam đâu. Không phải là VDS full dam đi rừng đâu nhá. Gian là vị tướng có thể đi tà thần và có thể đi rừng được. Ui. Hơi khó để mà sốc một Zena. Zena hình như là lên cái giày hộ vệ hay sao anh em ạ. Bởi vì Zena có cái khả năng kia mà. Ôi. À, rất là ghê gớm. Zena chơi cả cái thiên thất truyền rồi đao trườn các thứ. Nói chung là quá chắc chắn rồi. Ed ơi, con rơi thay đổi à? Nếu các bạn nhìn ở cái phiên bản mùa 21, phiên bản Vương Quốc Rồng họ đang đấu giải ấy, các bạn sẽ để ý là con rơi nó là một cái mục tiêu nha anh em nhá. Mục tiêu thuộc dạng là quái khủng. Nhưng mà khi sang mùa 22 ấy, nó chỉ được mấy chấm vàng, tức là quái thường thôi. Quái thường luôn nha anh em nhá. Cơ hội đâu rồi? Chưa vào được anh em ơi, chưa có chiêu 1. Pha vừa rồi mà chiêu 1 là chắc chắn bâng vào rồi. Các bạn biết không?
chơi ngộ không là chúng ta cũng phải ưu tiên là tính bất ngờ nhá. Bất ngờ là số 1. Và đánh xoay quanh cái nội tại của mình, tung chiêu là phải vụt ngay. Đây có thể coi là trận đấu ngộ không hay nhất giải đấu chăng? Bởi vì liên tục giao tranh, liên tục sức ép. Chưa kể là HQ bây giờ ấy cũng là một cái đối thủ rất là đáng gờm đấy nhé mấy ông nhá, chứ không phải là đối thủ xoàng đâu. Một cái đội tuyển mới tinh thôi, nhưng mà được sự tài trợ rất là lớn từ HQ Group đúng nào. Một nghe nói là công ty chủ quản của bên cả Free Fire nên rất là căng. Kiếm Muramasa đã có trên tay của Ngộ Khỉ rồi. Lựa chọn kế tiếp mà Bâng muốn lên đó chính là cái song đao để mà hạn chế khả năng bị khống chế quá lâu, cứ đẩy chí mạng lại được tăng ngay, đó chính là cái kháng hiệu ứng mà anh em. Thành ra chơi cứ gọi là đơn giản. Anh em sẽ thấy là đi rừng ở tại mùa 22 nó có dễ dàng hơn là mùa 21 hay không? Bởi vì mùa 22 ấy, ví dụ thằng Tolen mặc dù nó giữ được một xanh, nhưng mà chỉ cần mình có tầm nhìn của nó ấy, thì mình sẽ xác định được là trước 15 giây phải bùa ra ấy, thì mình có thể tới đó. Rất là tiện ích để cướp, để phá hoặc là để di chuyển. Người ta nói là game ngày càng dễ, liệu có đúng không? Thì TNG nghĩ rằng nó chỉ là hướng tới đại chúng nhiều hơn mà thôi. Đây rồi anh em ơi, đây rồi, hơi đông một chút. Cũng chẳng thằng nào máu giấy cả anh em ạ, cũng chẳng thằng nào gọi là thấp máu cả, hơi khó chơi nhá. Đây, ui, hàng ngon chơi luôn. Có, ồ, có đồ anh em ạ, có đồ. Ui dồi ôi, đồ căng quá, đồ cứng quá luôn ấy. Một pha tứ mình chảm quá ghê gớm. Thế là cho hỏi là Brian lên thần cung có được không? Nó sẽ được tính chỉ số như tướng đánh xa hay là gần ạ. Theo TNG được biết ấy, thì Brian trước đây khi mà trước khi chuyển sang dòng sát thủ, nó là vị tướng tính theo kiểu là xạ thủ. Nên thì anh em vẫn có thể lên cái diệt thần cung cho Brian. Chơi ngộ thì chúng ta lo lắng nhất đấy ở rank Việt đó chính là các bạn có pick được không? Nha anh em nhá. Có pick được không là quan trọng. Và theo một bài test ấy, thì Roker vẫn là vị tướng có thể dùng diệt thần cung đục rất là ghê nhá. Nên các bạn cứ chờ xem. Anh em muốn TNG làm cái thí nghiệm với tất cả vị tướng và diệt thần cung không ạ? Và gửi tới cho anh em ở cái Q&A lần sau với góc nhìn tuyển thủ khác nhé. Để mà chúng ta chuẩn bị chào đón cho ngày 30 tháng 4. Anh em biết là ngày gì không ạ? Giải phóng Việt Nam đấy. Hay nói chính xác hơn ấy, đó chính là giải phóng Sài Gòn, đúng không ạ? Và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, không biết là anh em ở nhà để có thể rao đanh cùng TNG hay là các bạn đi du lịch có thể comment chia sẻ với trải nghiệm một chút được không? Thực sự thì cái 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì TNG vẫn tiếp tục là phục vụ anh em ra video đều thôi. Đặc biệt là tại đầu mùa 22 này, đang chuẩn bị ra một cái so sánh là kiếm Mora hay là diệt thần cung ngon hơn. Anh em cùng chờ đón với TNG về cái sự so sánh, sự thay đổi nó, xem là nên lên cái trang bị nào hợp lý nhất nhé. Bởi vì không phải là vị tướng nào lên diệt thần cung cũng ngon, mà không phải là vị tướng nào lên Mora cũng dở. Thế là mới hay chứ. Một cái câu hỏi rất là thú vị của một anh em mới chơi game và mới vào kênh của Tràm Game. Giờ đặt trước sổ số mệnh vậy lúc ra ấy, có tốn thêm quân huy không? Chắc chắn là không tốn đến quân huy, bởi vì các bạn đã mua đặt trước rồi. Đấy. TNG, nếu mà các bạn có điều kiện ấy, thì cứ mua vượt cấp nha anh em nhá. Còn không thì các bạn có thể mua sổ thường, không sao, không vấn đề gì cả. Chúng ta chỉ cần cần cù cày cuốc là ok. Chơi được nha anh em nhá. Anh em cần nhớ rằng, ở rank hay là giải đấu ấy, ngộ không là vị tướng hoàn toàn có thể counter được Tolen khi đủ đồ. Anh em nhớ nhá, hoàn toàn có thể counter được Tolen. Đấy là sự lợi hại của thứ này. Không phải tự dưng mà ngộ không được lựa chọn chơi giống kiểu Zuka đâu. Nó cũng phải là ngẫu hứng nha anh em nhá. Chiến thuật cả đó anh em ạ, chiến thuật cả đấy. Và đương nhiên là cảm thấy chơi được người ta mới chơi chứ đúng không? Đấy, chứ không phải là mấy cái trận đấu người ta là vui vẻ là trên hết. Rất tiếc là TNG không có góc nhìn của bên Khoa chơi Lidiana đúng không ạ? Rất tiếc là TNG không xin được cái góc nhìn đó. Nhưng mà thôi không sao, cứ từ từ anh em ạ. Và thông báo tin buồn cho anh em là cái series góc nhìn tuyển thủ này ấy, sẽ được khép lại khi mà giải đấu đấu trường danh vọng mùa xuân này kết thúc. Bởi vì tuyển thủ còn chơi đâu mà có góc nhìn này anh em. Khi đó chúng ta đến với một series mới hoàn toàn mới lạ nhá, liên tục là các series.
thì cứ khi nào giải đấu đánh ấy, lại con sẽ đi góc nhìn để thủ thôi. Hy vọng là qua một cái thời gian khi mà giải đấu tạm ngưng ấy, thì các bạn sẽ không quên về cái góc nhìn tuyển thủ mà Thiên Di gửi tới cho anh em nhá. Anh em mà quên đi là Thiên Di buồn lắm đấy. Ok, cùng đo đan nào, cùng phép đan nào. Đây rồi, còn anh rồi nhá. Đập khá là phê rồi đấy. Trang bị vô cùng đầy đủ. Chơi Ngộ Không quan trọng nhất là cái tầm nhìn nha anh em. Các bạn phải cố gắng hạn chế bị lộ tầm nhìn, thì khi đó mới thể tạo bất ngờ được. Với một Ngộ Không lao tới mà bị lộ tầm nhìn, với một Ngộ Không tấn công bất ngờ ấy, nó hiệu quả gấp bội luôn. Chơi được nhá. Đúng quá trời luôn. Không có cổ băng xương để mà để sống sót được. Nhưng mà bên Hatwin không phải là dạng vừa. Họ đang phản công anh em ạ. Họ đang phản công. Wow, Red xử lý hơi bị được luôn ấy. Hạ ngay được Zena kìa. Và bây giờ là bên Silent Tomb đang có thể lao ra truy quét các đối tượng còn lại. Anh em đoán xem liệu có đuổi được không? À, lại là con mồi đây. Tin gì bảo rồi. Có thể khắc chế được nha anh em nha. Có thể khắc chế được. Đã bảo rồi. Chơi Ngộ Không ấy là anh em hoàn toàn thể khắc chế được Tulen từ giai đoạn giữa và cuối game trở đi. Đánh rất là phê. Đây rồi. Con này còn ngon hơn cơ. Các bạn sẽ để ý được rằng Bung ấy là một người chơi rất là kỹ năng và khả năng ghi map rất là tuyệt vời, giống như kiểu là Z-Way đó anh em. Tiên Di từng gửi đến cho anh em về một video sâu thao tay của Z-Way với bài Floor rồi đúng không nào? Thì hy vọng là ở mấy cái trận playoff này, chung kết sẽ có thể gửi tới cho anh em những góc nhìn tuyệt vời nhất, đặc biệt là B5 là BO7 đi. Đánh phải dài hơi anh em ạ, đánh phải dài hơi mới phê. Chứ B.O. đánh ít quá, ui 5k đam kìa B.O. ơi. Đấy. Và Ngọc sát thương chí mạng và một cái lối trang bị rất là full đam. Cực kỳ nhiều đam nha anh em nhá, cực kỳ nhiều đam luôn. Cái này là còn chưa lên cái giáp hộ mệnh, không biết là chút liệu có bán giày không, thì theo tin gì lại là không bán giày đâu. Bây giờ bán giày thì tiếp cận thì khó quá. Bởi vì Ngộ Không vẫn cần đó chính là thoát ẩn thoát hiện. Đang tìm con mồi nhá. Nếu các bạn để ý ấy thì Fit liên tục sử dụng cầu của Rodion vận dụng chiêu 1 để trích bụi. Đặc điểm cầu Rodion trích bụi ấy đó chính là nếu mà tấn công trúng kẻ địch trong bụi thì sẽ khiến kẻ địch lộ tầm nhìn nhá. Ở tại mùa 2 ấy, các vị tướng nó không thay đổi quá nhiều về sức mạnh, giống như kiểu là Ngộ Không có bị giảm gián tiếp, nhưng mà khi bạn lên xong mấy cái đồ trang bị cấp 3 ấy, hoàn toàn không đáng lo nhá. Còn về sự thay đổi vàng ấy, sự thay đổi lớn nhất đó chính là ở đường mid và đường rồng. Đường rồng thì con lính đánh xa nó tăng gấp bội vàng, còn ở đường mid ấy nó sẽ không còn vàng rơi đất thêm cộng thêm đâu. Thành ra là anh em đi đường mid ấy hơi bị buồn đấy nhá, tức là kiểu là bị giảm vàng đã chả buồn đấy anh em. Còn một cái vấn đề Tiên Di từng nói đây, đấy, Bung đang cài trước cái đôi giày Hermes rồi, tức là khi vào giao tranh ấy, nếu mà bị oánh ấy, thì Bung sẽ bán được cái đôi giày đi luôn để có thể lên liềm và lên giáp hộ mệnh các thứ. Các bạn chú ý nhá, tức là đôi khi bạn lao vào giao tranh ấy, các bạn có thể đổi đồ luôn, tức là đổi đồ luôn ngay thao tác đó. Rất là nhiều các tuyển thủ, rất là nhiều anh em game thủ, nếu mà nhanh tay và luyện tập được cái kỹ năng này ấy, thì sẽ rất hiệu quả. Tức là kiểu là lao vào giao tranh nhá, lao vào giao tranh là bán luôn đôi giày để mà lên các trang bị hồi phục. Một là hồi phục đúng kiểu là quỷ kiếm, hai là kiểu dạng đồ hộ vệ kia là sao mệnh nè, hoặc là liềm. Nói chung là các bạn đợi nhá, đợi một pha tranh tổng đi và sau đó các bạn thấy được sự thay đổi này. Chuẩn bị ra hụt nè, bây giờ Lily chỉ cần xuất hiện trong tầm nhìn của Esu thôi là hụt liền. Rất tinh quái nha anh em nha, rất tinh quái luôn. Ai đây xuất hiện xong hai tầm nhìn là Lavi và Zena ở đó rồi thì chắc chắn con ma thần này dành cho Sàng Tôm, và bên HQ họ quyết định là bỏ thôi. Ui, con ma thần đánh rất là căng. Full đồ và dư 4200 vàng rồi. Với khả năng bán đồ rất là tuyệt vời của Bung ấy, tin chắc rằng cái lượng vàng này sẽ bay rất là nhanh thôi anh em. Bay rất là nhanh thôi. Vẫn là các trang bị đó, coi tầm đấy. Các bạn đeo rank phiên mới ấy, thì vẫn vậy thôi nhé. Chứ các bạn, nhiều bạn sẽ hỏi là liệu Ngộ Không có dùng diệt thần cung nữa không nhở? Thì theo tin riêng, thôi chơi Mura đi,
Buddha nó ngon hơn đúng không ạ? Thế nhà nó có 40% hồi chiêu nè. À sorry anh em, 40% xuyên giáp. Ấy, thế mới chính xác. Còn cái diệt thần cung ấy, vì Ngộ Không là vị tướng cận chiến nên chỉ nhận 20% thôi. Đấy là cái nỗi buồn cực lớn của Ngộ Không nhé. Cả hai bên đang rình mò nhau. Phút thứ 21 rồi anh em ạ. Ai ai cũng đầy đủ trang bị rồi. Đang để cho Red cấu rỉa nè. Sau đấy là sự băng xả của Oma. Chuẩn bị vụt nè. Ây, nhưng mà bị lộ tầm nhìn rồi nhá. Đấy, anh em các bạn, bán đồ lên giao một mệnh luôn. Bán đồ lên giao mệnh luôn kìa. Đang đợi hồi chiêu và chuẩn bị chơi tiếp. Đang phải đợi hồi chiêu nha anh em nhá. Chơi mấy vị tướng mà chơi kiểu combo đấy, các bạn phải đánh từ từ, bán luôn. Lên liền nè. Còn 2k2 vẫn đủ bán nha anh em nhá. Vẫn đủ bán để lên cầu băng xương. Hoặc là lên cái đồ hồi phục như kiểu là quỷ kiếm, hoàn toàn được luôn. Trời ơi, end game rồi mấy ông ơi. Đã đến lúc bâng bán đồ để có thể hồi phục một chút. Lên ngay quỷ kiếm để hồi phục và đánh đẩy trụ nè. Anh chơi anh em. Quá ghê gớm. Và đó chính là Ngộ Không, sâu tăng tay của game thủ Sao Tô Bâng. Đây có thể coi là trận đấu Ngộ Không hay nhất của giải Việt rồi.